Như vậy là khóa học của mình sẽ còn khoảng, theo thầy đoán thì nó còn khoảng, mình đã học được 15 buổi rồi thì nó sẽ còn khoảng 20 đến 25 buổi nữa. 20 đến 25 buổi nữa, đúng không? Và thầy đề xuất một cái phương án như thế này này. Thì các em thử bàn bạc, chúng ta thử bàn bạc nhé. Là nếu mà các bạn mà còn đi muộn hoặc là vắng vắng một buổi thì chúng ta sẽ phải nộp 50 ngàn nhé, vào cái quỹ của lớp, một người nào đó sẽ giữ. Có thể thầy sẽ chỉ định một bạn nào đó giữ cái quỹ này, cứ vắng một buổi là 50 ngàn nhé. Ok. Và muộn một buổi là 20 ngàn. Các em thử bàn cái phương án này, nếu mà chúng ta cho vào cái quỹ của lớp, đến cuối có thể đến cuối khóa chúng ta sẽ tổ chức một cái hoạt động gì đó với cái quỹ này, hoặc là chúng ta sẽ đóng thêm vào cái quỹ này để hoặc tổ chức một cái hoạt động gì đó. Và nếu mà tôi nghĩ rằng là bằng cái cách đánh vào kinh tế như thế này thì nhất định là chúng ta sẽ cải thiện được cái tình hình đi học của các bạn trong lớp nha. Bây giờ các em chúng mình thử thảo luận cái phương án như vậy, và các em có nhất trí thì chúng ta sẽ quyết tâm tiến hành trong cái kỳ tới sau khi nghỉ Tết ra, ok?